Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. 200 các chồng Ấn Độ không giữ lời hứa khi còn yêu phải sống chung với trà xanh. Khoảnh khắc đáng yêu của chồng và con gái Võ Hạ Trâm đi kèm với lời trách yêu của nàng ca sĩ khiến dân tình phải thả tim. Kể từ lúc hạ sinh ái nữ, Võ Hạ Trâm trở thành mẹ bỉm sữa có sức hút đáng kể trên mạng xã hội. Cô từng cho biết những tháng đầu sau sinh bị trầm cảm nhẹ do thiếu nhiều kinh nghiệm khi lần đầu nuôi con, mệt mỏi khi gặp trường hợp bé quấy khóc. Tuy nhiên, nhờ sự tinh tế trong cách ứng xử và cách san sẻ khó khăn, xoa dịu tinh thần của ông xã, nên bà mẹ một con sớm ổn định tâm lý. Hiện tại, Võ Hạ Trâm đang trải qua những ngày tháng hạnh phúc viên mãn bên gia đình nhỏ. Cô cũng dần quay trở lại làm nghệ thuật với sự giúp đỡ ủng hộ của chồng. Trên trang cá nhân, mẹ bỉm sữa liên tục đăng nhiều khoảnh khắc đáng yêu của nhóc tì lai hai dòng máu Việt Ấn. Trong bài chia sẻ mới đây, cô khiến dân mạng bật cười vì màn trách yêu ông xã chỉ vì không còn giữ lời hứa yêu mình nhất, thay vào đó là phải nhường vị trí đầu cho bé Moon. Cụ thể, cô ấm ức kể lại hàng loạt câu hỏi của chồng khi lo việc con chuẩn bị đi mẫu giáo, nhắc nhở vợ việc ẩm bồng con. Em ơi, mai mốt con đi mẫu giáo, ai dắt con đi vệ sinh? Em đừng bắt con vỗ tay, mà tội con. Em đừng vòng con như vậy, đau lưng con. Em đừng để con ngồi gian chân, đau cơ đùi con. Em nói nhỏ thôi, con giật mình. Em tắt máy lạnh đi, con hắt xì rồi kìa. Sao em để con khóc vì đói? Con anh không được khóc vì đói. Lời dặn dò đầy yêu thương này của ông xã Võ Hạ Trâm khiến ai nghe cũng mềm lòng. Chồng nữ ca sĩ để ý từng điều nhỏ nhặt nhất, từ cách chăm con mà vợ làm mỗi ngày đến thói quen cảm nhận của con. Thế mới thấy ông xã Võ Hạ Trâm dành cho con gái tình yêu vô bờ bến. Cách quan tâm của anh cũng khiến vợ phải ghen tị với chính con gái của mình. Võ Hạ Trâm hờn dỗi, ngày xưa hứa yêu tôi nhất, giờ lời hứa đó nay còn đâu. Chia sẻ đầy mùi giấm này của nữ ca sĩ khiến không ít khán giả phải phì cười. Nữ ca sĩ hài hước đăng kèm là bức ảnh tan chảy của chồng và con gái. Dưới phần bình luận, nữ ca sĩ còn hờn dỗi gọi con gái cưng là trà xanh, khiến dân mạng phải bật cười ngất. Bây giờ em phải sống chung với trà xanh một cách hòa bình rồi mọi người ơi. Chồng Ấn Độ và con gái chụp hình cùng nhau trông giống như hai giọt nước khiến dân mạng liệm tim. Thậm chí bé Moon có nở nụ cười đáng yêu gây bão mạng. Không những thế, diễn viên Quý Bình cũng trêu chọc đồng nghiệp. Ngày xưa, anh nói anh thương có em thôi, nhưng nay thì đã khác. Được biết, bà xã giàu có của Quý Bình cũng vừa hạ sinh quý tử cho anh cách đây vài ngày tại bệnh viện. MC Quỳnh Hoa an ủi, chấp nhận sự thật đi cưng, có con rồi thì mẹ xuống hàng thứ hai nha. Nữ diễn viên Kylie viết, người ta nói con gái là người tình kiếp trước của bố, nên chấp nhận đi em à, giờ em là số 2 hé, nhìn mặt chỉ kia muốn tan chảy. Đây không phải là lần đầu Võ Hạ Trâm than thở với cư dân mạng khi ông xã dành sự quan tâm đến con gái nhiều hơn vợ từ lúc nhà có thêm thành viên. Trong lần chia sẻ gần đây, cô thừa nhận mình xếp vị trí thứ hai từ lúc có bé Moon. Trước khi đi làm, anh sẽ vào phòng con, nếu bé thức thì ôm con và đùa giỡn. Khi về nhà, con gái là người đầu tiên anh hỏi, nhắn tin bao giờ cũng nhắc đến bà nhỏ đầu tiên, rồi mới tới vợ. Nói chung, mọi tình cảm anh đều dồn hết cho con. Ngay cả khi mệt mỏi áp lực vì công việc, anh vẫn dành thời gian chơi với con gái mỗi ngày. Đặc biệt, anh không cho phép bất kỳ ai đụng vào bé Moon mỗi khi đưa bé ra ngoài. Khi ở trong thang máy, anh luôn bồng con đứng một góc, quay lưng lại với tất cả mọi người. Tôi hiểu điều đó là sự bảo vệ của một người bố dành cho con. Nữ ca sĩ kể thêm, chồng tôi là người rất bảo vệ gia đình, nhưng việc chăm sóc tỉ mỉ thì anh không giỏi. Anh rất sợ làm con gái đau. Con thét lên một tiếng là luống cuống, sợ đến mức hỏi vợ đủ điều. Bù lại anh ấy là doanh nhân nên cách yêu thương chăm sóc gia đình sẽ bao quát, không tỉ mỉ và chi tiết như phụ nữ. Ông xã Võ Hạ Trâm được biết đến với độ yêu chiều vợ con hiếm có khó tìm trong showbiz Việt. Lớn hơn nữ ca sĩ 12 tuổi nhưng anh luôn thấu hiểu và quan tâm đến cảm nhận của vợ con. Nữ ca sĩ từng bộc bạch, từ ngày lấy chồng cô như tìm được chỗ dựa tinh thần vững chắc. Từ những chia sẻ của Võ Hạ Trâm, người hâm mộ, ngưỡng mộ tin rằng cô đã tìm đúng người. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.